cả đã sẵn sàng cho một bữa tiệc bóng đá trên sân vận động hạng đẫy Hà Nội. Trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ Campuchia lấy bóng trước và đội tuyển Việt Nam, những người đang mặc trang phục màu đỏ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có 7 điểm và có cùng hiệu số bàn thắng bại với đội tuyển Myanmar. Nhưng ngày hôm nay thì rõ ràng là sự thuận lợi để đội tuyển Việt Nam có thể giành ngôi đầu bảng là lớn hơn rất nhiều so với đối thủ trực tiếp của chúng ta. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Áo sát rất nhanh. Hồng Duy. Bản thân đội tuyển Campuchia họ cũng bước vào trận đấu này với một tâm lý thoải mái, bởi vì Campuchia đã không còn cơ hội đi tiếp cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cú dứt điểm đầu tiên của chúng ta. Một tình huống không quá khó đối với thủ thành của đối phương sau cú ra chân của Phan Văn Đức. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Đó là cú đá chân trái sở trường của cầu thủ màu số 19 bên phía đội tuyển Việt Nam. Chính xác. Trọng Hoàng. Đó là một đường bóng quá mạnh mà Trọng Hoàng đưa vào bên trong. Có thể thấy rằng các cầu thủ Campuchia có trình độ kỹ thuật cá nhân cũng rất tốt. Nhưng đây là một sai lầm. Quang Hải. Dứt điểm. Đó là một đường truyền ngang của Tiến Linh vào bên trong. Dứt điểm. Cú đá rất mạnh của Phan Văn Đức. Một pha phối hợp hay của đội tuyển Việt Nam và nó xứng đáng với một bàn thắng đẹp. Quang Hải. Cơ hội cho Phan Văn Đức. Đó là pha bóng mà Phan Văn Đức đã thoát xuống rất nhanh và đối mặt với thủ thành Um Vichet. Phan Văn Đức là người đang sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đến giờ. Trước đó là một cú vô lê mà chúng ta đã xem lại nhiều lần. Và bây giờ là một pha không chế bóng gọn gàng. Trọng Hoàng. Đó là một cú sút lê. Cũng giống như ở trận đấu gặp đội tuyển Lào thì vừa rồi Trọng Hoàng đã bất ngờ có một tình huống ngoặt bóng sang bên phía chân trái để dứt điểm. Cơ hội dành cho Tiến Linh. Đường truyền tiếp tục đến với vị trí của Phan Văn Đức. Và sau những tình huống xử lý kỹ thuật quen thuộc thì Quang Hải thường xuyên tung ra được những đường truyền có thể nói là xé rách hàng phòng ngự đối phương. Pha bật nhả hay. Cú đá này của Đức Huy. Quang Hải. Trọng Hoàng. Đánh đầu. Tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ của chúng ta. Thật tuyệt vời với một pha phối hợp ấn tượng giữa Quang Hải và Đức Linh. Quang Hải và Tiến Linh đã cùng nhau phối hợp để ghi bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển Việt Nam. Thêm một cơ hội nữa. Quang Hải. Không được. Quang Hải. Và có thể những bàn thắng tiếp theo sẽ đến. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. Những bàn thắng chỉ trong ít phút mang lại một cảm xúc thực sự là bùng nổ trên sân vận động hàng đấy. Và bây giờ thì bữa tiệc trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng có ít phút thì đội tuyển Việt Nam đã có liền hai bàn thắng, một từ Tiến Linh và bây giờ là Quang Hải. Một phong cách thi đấu mang đậm dấu ấn của Park Hang-seo, đó là không phải vội vàng và cứ duy trì sức ép thì điều gì phải đến cũng sẽ đến. Một pha bứt tốc ấn tượng của Hồng Duy và đường truyền của Hồng Duy cho Quang Hải cũng chính xác. Trọng Hoàng. Những pha bóng cho thấy sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam. Khung thành của thủ môn đội tuyển Campuchia.
Lúc này thì các cầu thủ chúng ta đang thi đấu với một sự hưng phấn rất cao độ. Thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và trước một sự cổ vũ tuyệt vời như thế này của các cổ động viên. Những kết quả hiện tại đang mang tới lợi thế rất lớn để giành ngôi đầu bảng cho đội tuyển Việt Nam. Đây có lẽ là cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Campuchia và đó là một tình huống dứt điểm không có gì khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ của chúng ta. Quang Hải. Lại là tình huống dứt bóng dành cho Tiến Linh. Chỉ sau bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh ở phút thứ 39 thì mọi chuyện mới trở nên đơn giản hơn với đội tuyển Việt Nam. Trong khi ở trận đầu tiên chúng ta đã có được bàn thắng của Công Phượng ngay ở phút thứ 11. Pha tấn công bên cánh trái của các cầu thủ Campuchia. Cả hiệp 1 thì đội tuyển Campuchia chỉ dứt điểm được một lần và đó cũng là một cơ hội không nguy hiểm. Và đang là những sự kiện rất vui đối với bóng đá Việt Nam. Phan Văn Đức. Tiến Linh. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho tiền đạo mang áo số 22 của đội tuyển Việt Nam. Những tình huống xử lý ở phạm vi hẹp, gọn gàng và cho thấy sự dứt khoát. Lại là một sức ép lớn và khiến cho đối thủ gặp lúng túng. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải. Trọng Hoàng đang có một trận đấu hay ở bên phía cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức. Ở bảng B thì Thái Lan và Philippines đang là đội bóng dẫn đầu, hai đội bóng dẫn đầu với cùng 7 điểm. Tiếp theo là Singapore với 6 điểm. Thêm một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đó là cú dứt điểm của Trần Đình Trọng. Một trung vệ như Trần Đình Trọng, một người chơi rất thấp trong đội hình của đội tuyển Việt Nam vẫn có thể dâng cao và tạo ra được một tình huống đi bóng và dứt điểm như thế này. Điều đó tiếp tục cho thấy được sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu mà chúng ta đang tạo ra được nhiều cảm xúc trước đối thủ Campuchia. Đình Trọng luôn là một cầu thủ thể hiện phong cách thi đấu rất bản lĩnh và kỷ luật. Phan Văn Đức. Xỉa bóng về phía góc xa. Phải chăng là ông Park Hang-seo muốn một đường chuyền? Chúng ta vừa được theo dõi lại pha xử lý cá nhân của Quang Hải. Quang Hải. Đường chuyền dành cho Phan Văn Đức. 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Và Phan Văn Đức đã có bàn thắng tại giải năm nay. Sau rất nhiều những cú dứt điểm thì cuối cùng thì Phan Văn Đức cũng đã có thể ghi được bàn thắng. Và đến lần thứ 3 này thì Phan Văn Đức mới được nở nụ cười khi mà trực tiếp ghi bàn. Một bàn thắng rất là xứng đáng với những nỗ lực và những thể hiện ở trên sân của Phan Văn Đức. Rất gọn gàng. Một chạm để giữ bóng. Và tình huống xử lý đó cũng đã giúp cho Phan Văn Đức thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Và cú xoay người để dứt điểm thật sự là đẳng cấp. Và màn ăn mừng mang phong cách của Cristiano Ronaldo. Đó là tất cả những gì về Phan Văn Đức ở trong... Tiến Linh rất gọn gàng, rất đẹp. Cú đảo chân thì là đã rất hay rồi. Cả Công Phượng Anh Đức và Quang Hải đến thời điểm này đều đã có được 2 bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam với 3 bàn đã ghi được vào lưới đội tuyển Campuchia trong trận này đã có được 8 pha lập công và đang trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại bảng A.
bám sát tốt. Hồng Duy. Sút bóng. Pha dứt điểm từ tuyến hai của Hồng Dũng. Càng lúc thì đội tuyển Campuchia càng khó có thể theo được với những pha phối hợp và những tình huống xử lý kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Sự lúng túng xuất hiện nhiều hơn và khoảng trống cũng đã xuất hiện một cách rõ rệt hơn so với hiệp đấu đầu tiên. Ở nhánh đấu đó, chúng ta sẽ được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà. Đó là đường xa. Cơ hội. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm được các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tạo ra trước khung thành đối phương. Phá độc diễn của Hồng Duy. Công Phước. 3-3. Văn Quyết. Công Phượng. Hồng Duy. Công Phượng. Liên tục là một sự áp sát lớn từ phía các thủ áo đỏ. Quang Hải. Bóng đi vào xa. Dứt điểm. Và Lâm vẫn rất vững chãi trong khung thành của mình. Và tiếng gọi mãn cuộc của trọng tài cũng đã vang lên. Xin được chúc mừng đội tuyển Việt Nam với thắng lợi 3-0 trong trận đấu ngày hôm nay trước đội tuyển Campuchia để chính thức kết thúc vòng bảng của AFF Cup 2018 với vị trí dẫn đầu bảng A. Và bây giờ thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang đi bắt tay từng cầu thủ một. Ông cùng với ban huấn luyện đang bắt tay từng cầu thủ như một lời cảm ơn dành cho những cố gắng, những sự nỗ lực mà tất cả các cầu thủ đã thể hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay.